Xin hân hoan chào đón quý thầy cô và các bạn sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, đặc biệt là các bạn tân sinh viên khóa 25 đến với hội sách phát triển văn hóa đọc do Thư viện Truyền Cảm Hứng phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức. Đây là chương trình đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cũng như thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đến với hội sách ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã đem đến cho các bạn rất nhiều đầu sách cả tiếng Việt lẫn sách ngoại văn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau với mức giá ưu đãi lên đến 40%. Đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cuốn sách hay, phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của bản thân. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam cũng đem đến cho quý thầy cô và các bạn sinh viên rất nhiều các dụng cụ, thiết bị văn phòng phẩm nhằm hỗ trợ cho quá trình làm việc, học tập và nghiên cứu với mức giá vô cùng hấp dẫn. Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022 tại sảnh G của Thư viện. Một lần nữa, Thư viện xin kính mời